Rồi, chào em gái. Dạ chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh à, và các chị khán giả. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên Thu Thủy ạ. Năm nay tên gì em? Thu Thủy. Thu Thủy. Dạ, năm nay 24 tuổi và đang làm công nhân may. Công nhân may. Và quê sinh sống. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ờ, quê ở đâu em? Dạ, không có quê. À, em là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Mời bạn trai. Lời đầu tiên xin cho Kim Tuấn gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị trong trường quay. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường và chào em gái bên hàng rào Hoa Hồng. Dạ. Mình tên là Kim Tuấn, năm nay 33 tuổi. Hiện tại đang làm bảo vệ dân phố và kiêm luôn bánh tráng trộn buổi chiều tối. Tức là bảo vệ khu phố rồi kiêm luôn bánh tráng trộn là sao? Ban ngày em làm bảo vệ dân phố là qua ca trực xong là em về em kinh doanh thêm buổi tối. À, em bán con mình bánh tráng trộn dạ, em bán. Tự em làm em bán hay là? Tự em làm bán, trộn, cuốn và nướng, nước sâm luôn. Thôi đầy đủ. Giỏi quá ha. Vừa có nóng vừa có mát. Bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. À. Còn điểm yếu của em là em hay mua đường với hay quên. Thích ăn bánh tráng trộn không? Dạ thích ạ. Thích hả? Từ nay ăn bánh tráng trộn không tốn tiền. Ăn có thể nó ăn trừ cơm ăn ngày ba bữa luôn. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Nếu nóng quá thì mình uống đồ mát vô. Có nước sâm dạ. Hả chị? Tôi uống nước sâm vô mát dạ. Liền. Đã quá ha. Dạ. Ăn bánh tráng trộn từ sáng đến chiều, uống nước sâm từ sáng đến chiều là cũng mệt lắm á. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị Cát Tường và thưa em gái bên cạnh. Điểm mạnh của em là vui vẻ, nhiệt tình, hài hước, tận tâm, tận lực. Điểm yếu là nhiều khi nóng quá, thẳng tính, hay ngủ nướng, hết. Ngủ nướng rồi có bữa nào là chuẩn bị không kịp, không đủ đồ để bán không? Dạ bán trễ hoài chị ơi, bị khách chửi hoài chị ơi. À, mấy giờ mở cửa đến mấy giờ đóng cửa? Dạ 5 giờ chiều mở cửa, có khi 7 giờ tối mới mở cửa. Bán tới 10 rưỡi 11 giờ, tùy theo khách. Bữa nào bán ế thì sao? Không có ế, bao ế. Ới lộn, không có ế. Mình làm sao đâu kể, cô tả làm bánh tráng trộn sao? Bánh tráng trộn thì mình sẽ bỏ bánh chén vô. À. Xong rồi mình chế sa tới, rắc đều lên, sóc, mình nhào, mình nặng, mình nắng, mình bớt. Đó, cho nó đều dầu. À. Xong mình rắc muối đều hết. À. Giờ mình có bỏ xoài, rau răm, đậu phộng, trứng cút, hành phi, khô mực, khô bò, khô gà, con ruốc, tắc, rồi mayonnaise, tương ớt. Rồi xong 10.000 rồi. Thôi chị có tiền. Dạ. Thôi tay nào trộn. Tay phải em trộn chị. Tay nào lấy tiền? Tay trái. Vậy hả? Tay này có xài bao, tay này không có xài bao. Tay nào bóp. Hai tay cùng bóp. Bóp tay chứ. Lành phải quá ha, lành quá ha. Dạ, dân buôn bán mà chị. Bên đây cô gái chảy nước miếng rồi nè. Nhưng mà nhớ đó nha, là phải vệ sinh an toàn thực phẩm. Dạ. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta làm thế nào đó để cho vệ sinh, làm gì phải bằng bao tay. Em có cái tật xấu gì không? Hay nói nhiều thôi. Nói nhiều cũng là một cái gọi là cái việc làm ăn buôn bán là tốt chứ đâu có gì đâu. Mà nói nhiều khi nhìn nói nhiều quá người ta sợ. Có tật nói xấu chung là trong tình yêu đôi lúc cũng phải lắng nghe đối phương chút xíu. Dạ. Ha. Mua dạ, bán rồi. Mình nói nhiều thì được. Nói chung mà ưu điểm của em nhiều lắm anh biết mà. Em hát được không? Dạ được. Nhưng anh cho em nhường cái phần đó để cái hàng rào kéo là em hát thì em mời bạn gái bên kia hát nhảy vậy thôi. Được. Đồng ý luôn. Được. Bây giờ tình trường của em sao nè? Dạ chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Trong trắng trên nguyên. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Có nụ hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Chưa có trai nắm tay luôn. Dạ chưa. Một hồi có con màng vừa ăn bánh tráng trộn vừa hôn. Bạn bên kia là một cô gái chưa bao giờ có mối tình nào cả. Bạn cảm nhận thế nào? Dạ cảm ơn đó, một điều rất là tốt. Em cũng thích mẫu con gái như vậy. Còn bạn mấy mối tình rồi? Em thì được hai mối tình. Mối tình đầu tiên là ngày trước khi đi nghỉ vụ là thích bạn đó và bạn đó không thích. Đi 2 năm về. Ừ. Cái bạn cái vô tình em bị sốt xuất huyết, em nằm bệnh viện mười mấy ngày đó. Cái bạn đó mới qua hỏi em út em xin số điện thoại, xong rồi bạn đó tự tìm mà gọi điện thoại cho em hỏi em nằm bệnh viện nào, lên thăm nuôi em mười mấy ngày luôn, cái về quen. Còn mối tình thứ hai thì nó cũng khá căng, có thể là hy hữu đó. Là sao? Tại vì cô đẹp rồi học cũng giỏi mà dân du lịch, quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được chắc được ba bốn tháng mới gặp một lần bị khắc khẩu. Có lần cuối cùng rủ đi chơi thì rủ lắm mấy tí đồng hồ mới đi chơi được, mà đi chơi xong đêm đó cũng có quá giờ á, rồi xong rồi có đi nhà nghỉ á, có nữa có, mà vô đó nằm từ tối đến sáng, xong rồi em với hung với ôm mà rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn.
phải không, hay là cái sự thật gì hay vậy? Là đêm đó bạn ấy phát hiện ra điều gì ở bạn không? Em rất là khỏe khoắn anh, em rất là mạnh mẽ. Sao biết? Tại vì em để quên cái tờ giấy đó khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Chứ em là cái gì? Men 90%. Em xét nghiệm luôn á hả? Xét nghiệm tinh trùng à? Em có thử nhưng mà em lục tờ giấy không ra. Xét nghiệm tinh trùng á. Chứ vậy? Để biết mình nó còn cái nó còn bơi bơi được, nó còn khỏe. Ai kêu em đi làm cái giấy đó? Em tự bản thân em đi. Vậy là bản thân em có nghi ngờ mình là yếu đúng không? Không có nghi ngờ nhưng mà mình phải là phòng hơn. Vì mình kêu khám để biết cho mình an tâm. Là khám cách đây bao lâu? Khám mới đầu năm à? À, chứ mà nhiều khi hồi đầu năm nó còn khỏe chứ giờ nó yếu rồi đó. Không, sức khỏe vẫn điều độ mà ăn ngủ thì điều độ. Tướng này là chị khỏi chê rồi. À vậy hả? Nó vậy yếu chứ rồi. Sao vô khách sạn không làm gì? Thì thương thì không có làm nữa. Em đặc biệt thương không có làm. Đây cũng nhiều khi mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình. Còn không thương làm hả? Không thương thì không có vô rồi. Nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm bảo vệ có trễ quá rồi. Trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có ôm có hôn như vậy thôi. Được, được. Lanh quá ha. Dạ. Giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái thì sao? Cao trên 1m58, ốm. Được không chị? Được. Được. Rồi da trắng, đừng có bị cái gì đó nó khó chịu á, cái đôi cánh thiên thần á. Với lại đừng có bị hô. Rồi đừng có môi sách, đừng có môi mỏng. Cái gì tùm lum vậy? Ừ, không, đặc biệt cái đó, cái miệng quan trọng đó. Khó tính quá à. Không khó lắm chị, em cũng dễ lắm chị. Thôi cũng được. Thích con gái hiện đại hay là con gái truyền thống? Vừa nửa này nửa kia thôi, chứ hiện đại quá là hại điện. Ừ, nên là truyền thống thì cũng khuôn khổ quá. Nên cứ sao cũng miễn thấy thoải mái được rồi. Rồi, thôi được rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Vậy chào chú hả? Chào em gái, dễ thương quá. Con nhiêu tuổi rồi con? Con 24 tuổi rồi. 24 tuổi con gì ta? Tuổi con chó. Con chó, bên đây con gì? Con trâu. Trâu chó. Trâu chà. Một người quả, người kim mà. Người quả kim. Người bạn quả, người bạn kim mà. Cũng nè. Được không? Dạ cũng được anh. Dạ. Vì mở nấu mình cũng không sao. Ừ. Trâu chó gặp nhau cũng được. Đây anh này dễ thương đó. Con có bánh tráng trộn được không? Dạ được. Con thích ăn bánh tráng trộn. Nói vậy thôi chứ khi bán thì ăn ngán. Con ghét cái tính gì của đàn ông nhất? Gia trưởng hả? Ích kỷ. Cái đó không có đâu. Em dễ thương lắm anh. À. Không nghiện rượu bia. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Bia rượu có. Xã giao anh. Ừ. Xã hội giờ là phải xã giao. Xã giao thì được. Xã giao ha. Xã giao. À, biết kính trên nhường dưới. Được. Biết quan tâm và anh chăm sóc. Anh này nghĩ rằng ảnh đối nhân xử thế được. Bởi vì rất là lanh. Dạ. Ha. Tôi thấy cũng ổn định ha, hai đứa cũng dễ thương, hợp lý với nhau. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ đi với bà và mẹ và chị với bác. Ờ, bà là bà nội bà hả? Sáu à? Bà Sáu. Dạ. Kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ, chào cô. Cô là Phạm Ngọc Hạnh, 66 tuổi. Cô có cơ sở mai mặt, thì Thủy tới nhà cô để làm, thì cô nhận xét thấy Thủy là cái người rất là trung thực, có trách nhiệm. Cô chịu nhất cái tánh đó. Cô nhận xét về em trai, thấy thì nói hơi nhiều. Con chênh lệch với Thủy hơi nhiều, 9 tuổi, nhưng mà không có kỵ. Thì cô thấy là hai con tới đây thì đã có duyên gặp nhau rồi, thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Cô xin hết. Cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Em đi với lại mẹ em trai em. Giờ bà con nói sớm. Dạ chào chú Quyền Linh và cô Cát Đường. Dạ. Hôm nay tôi thấy cháu cũng Thủy cũng được, dễ thương. Cảm ơn. Tôi cũng mong cho hai cháu tìm hiểu tới nhau mà tới nha ông Nhân. Thôi sẵn đây cô có nói vài tiếng với bên đàn gái đi. Đó. Hai bà xui nói chuyện đi. Trời ơi. Hai bà xui với tương lai. Chúc con hai cháu mong được chú. Dạ. Rồi bây giờ thì hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Câu chuyện bắt đầu. Dạ em chào anh. Gửi em bó hoa với lại món quà. Cảm ơn anh. Đây là quà anh lựa. Dạ. Dạ nón chị. Dạo này nó nắng lắm. Cái nón để hy vọng có ngày em đi biển đổi với anh. Dạ. Anh không biết cái em cái size nào. Dạ. Anh lấy tới 3 cái rồi. Rồi. Quay cho mẹ coi. Dễ thương không mẹ? Còn cái này đó. Còn nói thử. Đây. Còn cái này đó. Cái này là để đi chơi với anh đội cái đi biển. Đó. Rồi. Dạ em cảm ơn anh. Vừa hết phải không? Dạ. Vừa hết đúng không? Dạ được hết.
Em lần đầu tiên em cảm nhận với anh như thế nào? Em thấy anh được. Anh được. Anh có đẹp trai không? Anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Dạ đẹp ạ. Mặc áo ấy luôn. Nè, gái mới lớn người ta chưa có bạn trai, chưa nắm tay đó nha ông, lanh quá. Anh cảm nhận đầu tiên gì em là em mới có đồng điếu, đúng với anh luôn. Em dễ thương cảm quá. Cảm ơn anh. Em cười rất là đẹp. Anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài. Đó. Anh mua cái bó bông này là hoa hồng cam đỏ này là ý nghĩa là lên em lúc nào anh cũng muốn em lúc nào cũng nồng cháy, rực lửa trong mắt anh. Ngay cả khi em vào bếp, hay em rửa chén đều phải rực lửa. Đó, ý anh. Dạ, cảm ơn. Đó. Anh thì con người nó cũng nhiệt huyết lắm. Nên hy vọng em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng. Dạ. Đó. Anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây. Mẹ Việt Nam anh ơi sáng quắc, nghe đâu đây tín vọng hòa bình. Về thành đô anh mai áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Trời ơi, trời ơi, trời, quá hay, quá hay. Được, dễ thương. Em gái có hát lại bài gì không con? Dạ, con hơi bất cỡ. Hát đi em, có anh cổ vũ chưa? Hát đi em. Dạ, em xin tặng anh và quý vị khán giả và chú Quyền Linh và các và cô Cát Tường một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi. Thôi để thôi, hãy cái bó bông thấp thấp xuống che để cái mặt rồi. Dạ. Đừng có núp vô bó bông nữa. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng, cho người mang cho em một bao tay như mơ qua. Và trong ấy bước xa là chàng hoàng tử quá ư xinh trai. Đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tai. Dạ hết rồi ạ. Quá hay Mia. Cảm ơn. Không làm quá người ta hồi hộp người ta rung mà ông còn sáp sáp vô hoài. Phải sáp để bảo vệ chị chứ phải sáp ý đồ. Trước giờ anh lo công việc quá. Hôm nay cũng hơn nửa là rồi. Nên giờ thời gian anh sẽ dành lại rảnh anh sẽ dành cho người yêu. Thì anh cũng hy vọng Gò Vấp ở quận 8 thì nó cũng không xa. Em nghĩ là mình hẹn hò vào trong tuần giờ nào hay thời gian nào em rảnh nhất? Em thì làm suốt, chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi. Thì cũng làm về 5 giờ. À 5 giờ, vậy qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không? Dạ được. Đi cái tiệm ai bán? Dạ không có tiệm thì em giao cho người khác bán chị. Em muốn sinh viên bán mà chị. Mình làm chủ thôi phải không? Em thường em thích đi đâu chơi? Em mù đường lắm phải không? Em thích đi đâu. Vậy là chuyến này mình hai đứa mình quen nhau á, đi xem phim xong á thì có cuối tuần này anh xin phép mẹ với lại chị em để đưa em đi biển cho em đổi cái nón để chụp hình với anh hen. Dạ dạ được ạ. Dạ được ạ. Em có nói gì anh không? Anh hen được trai quá bất ngờ rồi. Cảm nhận đầu tiên của em đối với anh là em thấy anh chân thật dễ thương. Cảm ơn. Vui vẻ hòa đồng. Vâng. Sau này kết hôn thì kinh tế trong tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Trước mắt để anh giữ. Không, em còn nhỏ chứ em chưa có rành, giữ thì chưa có chắc. Khi nào em chắc. Không, em rành đó. Cái đó tiền em biết em rành rồi nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ để anh nắm rõ hơn, anh giữ chứ. Giờ phần phần từ về sau này của chồng công vợ mà sẽ có phần em trong đó. Em sẽ giữ. Chị sao chị có thắc mắc gì không chị? Thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao? Không phát tiền, em đưa tiền tháng rồi đó. Đó tháng bao nhiêu hả? Thì tùy anh, tùy thì nói bao chung nhiêu là... phần trăm của em nói nghe coi. Giờ dạ. em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần? 5 phần. 5 phần kia giữ lại làm gì? 5 phần em giữ lại để em lo vợ sau này. Em sẽ dành cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng, cái này là gọi là bí mật đó, để riêng. Lành quá, ăn hiếp vợ không? Không ăn hiếp đâu chị. Em trước giờ em hay... anh biết em hiền, anh nhìn em biết em hiền rồi, anh cũng hiền lắm nhưng mà anh không bao giờ ăn hiếp em, không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn. Nghe anh nói là anh không thích người mập, mày mập á? Không, em mập rồi, từ em về em ở với anh là em về đứng bán dân trộm với lại mớm à. Nó anh tính rồi, anh tới trường hao rồi, yên tâm. Anh trường thôi, tôi bỏ tài không nói được hết đâu. Dạ thì dân buôn bán mà anh, em chưa bị tinh thần rồi. Nói nghiêm túc mà tôi cũng thấy mắc cười. Hay rồi. Lắm. Con người ta hiền lắm đó nha. Bình tĩnh nha cưng. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ. Rồi để tay đút bấm bên kia. Để em ngồi tướng cho đẹp. Hai bạn hãy tự quyết định và đưa ra cái sự lựa chọn của mình.
sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn. Chúc mừng. Rồi đó. Nắm tay nhau đi. Cô gái này chưa được nắm tay, chưa hôn bao giờ. Ấm không? Dạ, con xin phép bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má em Thủy. Anh hôn em nha. Hôn, hôn má. Hôn môi hả? Anh kỹ thuật kêu nha em. Trời ơi. Rồi. Bạn giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình nha. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Em là tên Đặng Xuân Hiền. Năm nay 33 tuổi. Hiện tại công việc của em là đang là nhân viên vận hành của một công ty chăn nuôi ở Bình Phước ạ. Dạ, vận hành chăn nuôi. Cụ thể là sao? Em nói một chút về công việc của em giùm chị ha. Vận hành chăn nuôi chị chưa hiểu. Ừ. Công việc của em là vận hành máy, sản xuất ra cám để phục vụ cho cám heo đó chị. Dạ, vậy là nuôi heo đúng không em? Của công ty TV. Rồi, em giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm chị nha. Chưa, anh chưa nói quê quán mà. À, quê của em là ở huyện Tân Thành, tỉnh Bình Phước. Bình Phước. Điểm mạnh, điểm yếu anh. Điểm mạnh của em thì em biết rất là nhiều điều. Còn làm được nhiều thứ, ví dụ như điểm mạnh của em rất mình có về sở thích như ca hát, còn rất là điểm mạnh với nấu ăn. Ca hát luôn. Đó, nhưng nói ra nhỏ, hơi nhỏ vậy ta, hay tôi nghe nhỏ ta? Em nói lớn xíu vậy nha. Hơi nhỏ hay sao á? À, nói lớn lên, tại vì mình lên mình ghi hình á, mình nói nhỏ quá không ai nghe được á, em biết không? Dù ở ngoài em với bạn gái ngồi nói chuyện thì thủ thỉ với thủ thì với nhau được. Lên đó mình phải nói cho cả thiên hạ biết mà, mình phải nói lớn tí nha. Dạ, dạ, em hiểu. Rồi mình hát ra được thì mình hát miếng nghe coi nè. Để lên chương trình mình hát rồi đó chị. Giờ hát vài câu thôi, chị nghe thử coi. Bài gì cũng được, lên chương trình thì phải chọn bài khác. À vậy hả? Ừ, tại vì em cũng lần đầu phỏng vấn em hơi run một xíu, để em tìm một bài hát nào cho nó dễ. Đúng rồi, hát đại vài câu thôi. Dạ. Em sẽ hát một bài bản tình ca đầu tiên. Ok, mời em ạ. Dạ. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Dạ, em nhớ đã. Rồi, ok em. Chia sẻ một chút đường tình duyên của mình nha. Em bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay ạ? Em có hai mối tình. Một mối tình thì lúc cách đây là khoảng tầm 6 năm trước. Tại vì là không hợp nhau mình chia tay. Còn một mối tình mới cũng gần đây khoảng tầm 2 năm. Thì tại vì coi như là cũng kiểu như mà mình không hợp thì người ta không quen mình nữa nên mình chia tay được rồi. Ủa nhưng mà lý do không hợp của anh là gì? Tại vì mối tình nào anh cũng nói không hợp hết trơn. Thì cái điểm chính của không hợp của anh là gì? Có nghĩa là người ta nói là mình không hợp với người ta thì người ta chia tay mình thôi. Là người ta, do là người ta chủ động chia tay anh chứ anh không có chủ động chia tay. Dạ, dạ đúng rồi. Chủ động chia tay hả hay sao? Sao chị? Sao chị nói rõ? Anh chủ động chia tay hay là họ? Họ bên phái nữ chia tay thôi. Ờ, nhưng mà ý là họ có nói rõ lý do không? Ngoại trừ không hợp. Người ta chỉ nói lý do như vậy. Nên em cũng không có níu kéo. Ờ, ok. Vậy thì hiện tại sau những cái mối tình đó thì anh có dạy như mình tìm hiểu những người khác nữa không? Ví dụ như mình lên, bây giờ hiện tại đang có rất là nhiều cái app hẹn hò, anh có lên tìm hiểu không?
Em không có lên mấy cái app nữa chị ơi. Nếu thực tế thôi chứ em không có lên mấy cái app. Rồi chẳng lẽ mình đi làm này nọ rồi mình không gặp được ai nữa khác? Dạ, tại vì công việc của em á, hình như là vận hành với làm việc hình như là không có bên phái nữ nhiều quá chị. Hầu như là phái nam, chủ yếu là phái nam, tại vì là làm bên cơ khí với tay chân nhiều ấy, nên không có phái nữ nhiều, nên em cũng không có chưa có em một mối tình nào nữa. Hồi nãy anh chưa có nói về điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu của em là nhút nhát trước đám đông đó chị. Wow, rồi tự nhiên rồi lên bảng hẹn hò trước với bao nhiêu người rồi anh có bị sượng không? Em thì cố gắng gì, em đang tập là quen trước đám đông, đám đông. Đúng rồi, sẽ lên nói chuyện nhiều hơn, với lại mình sẽ hát tỏ tình với bạn nữ nữa. Dạ. Bạn... Ồ, nên mình lên mình nhút nhát thì nó cũng hơi gì á. Ủa nhưng ví dụ như là trước khi mà anh thích người đó đi thì ai là người chủ động? Anh có phải những mối tình kia hả chị? Ừ. À, thì cả hai luôn chị ơi, chứ không phải là nói một người thích trước người thích sau, thì mình cũng nhắn tin qua lại rồi đó, mình qua lại xong rồi nhắn tin thì tụi em không phải là gọi là nói à anh yêu em hay là gì đó, có nghĩa là tự động hai người tìm đến với nhau luôn. Ok. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ anh tới đến với chương trình thì anh mong muốn mẫu bạn gái của anh như thế nào? Em không cần mẫu bạn gái, không đặt ra nhiều tiêu chí, em chỉ cần lễ phép, ngoan hiền thì được, không cần thì nhiều về biết một ít về nội trợ gia đình như vậy thôi, em không cần thì tài gì đó. Lễ phép, ngoan hiền, rồi kính trên nhường dưới gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, biết chú chồng với người lớn như ba mẹ. Ủa hiện tại là anh đang ở chung với ba mẹ hay là như thế nào? Dạ đúng rồi, anh hiện tại đang ở chung với ba mẹ. Là anh mình đã có nhà riêng chưa? Đó là nhà hay là ở chung với lại ba mẹ không? À, có nghĩa là nhà em thì chỉ có hai anh em thôi. Anh của em thì lớn đã lập gia đình rồi. Bây giờ hiện tại thì còn mối ba mẹ với em. Ba mẹ cũng lớn, bây giờ hiện tại đang ở với ba mẹ. Ok, vậy có nghĩa là khi mà cưới bạn gái thì có thể sẽ về làm dâu đúng không? Dạ. Không sao, cái đó thì mình không quan trọng lắm. Bởi vì mình ở đâu cũng được, không quan trọng là áp đặt là phải về ở chung với bố mẹ hay là phải ở bên nhà gái như thế nào, không cần. Như vậy thì ví dụ như bạn gái yêu cầu là cả hai đều làm ra ở riêng thì anh, vậy như anh có thể là anh nghĩ là cái thu nhập của anh có thể mua được căn nhà riêng cho hai vợ chồng không? Dạ có cái gì. Dạ được. Ghê vậy ta. Rồi, tình gác mà cái gì? Dạ, sao gì? Alo. Dạ, em nghe lộn. Nói lại với em. Alo, con bố. Dạ, em nghe chị ơi. Đừng nghe rồi, con ơi. Mạng của chị em nghe chập chờn á chị. Alo. Dạ rồi. Dạ, em nghe rồi chị. Dạ rồi, ok. Ngoại hình gái này. Ngoại hình đó anh, về ngoại hình à, dạ ngoại hình thì chỉ cần cao thêm hết 50 là được, không cần ngoại hình cao ráo dễ nhìn là được. Dễ nhìn là như thế nào? Tại vì anh có một cái gu mẫu gu nào không, ví dụ như nhìn giống Mỹ Tâm hay là Ngọc Lan chẳng hạn? Mấy cái đó mình không quan trọng chứ, cảm thấy là không cần phải xương diện nhiều, có thể là ăn mặc bình thường đi ra ngoài xã hội người ta không chê được. Ý là anh thích một người mẫu bạn gái ví dụ như là ăn mặc đàng hoàng, kín đáo hay là một người bạn gái sexy? Đúng rồi, ăn mặc lịch sự là được. Không, thích thì em thích được. Các bạn gái mặc kín đáo ha.
Rồi còn dạ. Tóc thì sao? Hay da trắng, da đen? Cái đó không quan trọng chứ. Cái đó tại vì là cái của bản thân của mình sao cảm thấy mình đẹp phù hợp với chính bản thân mình được. Không, tại vì có nhiều người là họ thích con gái tóc ngắn. Anh thích con gái tóc ngắn. Em không quan trọng về mức độ. Ok rồi. Chứ gu mua bạn gái của anh là kiểu bánh bèo hay là cá tính? Em thích cá tính. Style cá tính. Cá tính mà kiểu róc róc được ha, xăm mì này nọ thì anh thích gì hả? Xăm mình đồ. Xăm mình cũng được nhưng mà dưới một ít kín đáo một xíu thôi chứ đừng có bộ lộ ra ngoài quá. Ok rồi, còn về cái công việc của bạn gái thì anh có mong muốn như thế nào? Mình có thu nhập ổn định được, không cần. Lỡ bạn gái ấy ví dụ như nghiệp rồi sao, ở nhà làm vợ làm thôi anh chịu không? Dạ cũng được, không có vấn đề gì. Ok, thất nghiệp làm vợ cũng được ha. Rồi. Cái tính cách mà bạn gái anh không thích là gì? Tính cách thế hệ thì. Dạ. Anh thích bạn gái thì... hút thuốc hay là nhậu không? Dạ đúng rồi, những cái tính mà như ông gia ta hay nói là cũng người hay chơi phường nó lâu lắm gì đó anh thích thành điềm đạm bình thường. Nhưng mà tại vì những người bạn gái mà cá tính nha, thì đôi khi hiện tại vì là người ta đa số là đều có thể là uống bia có nè, khoái đi chơi nè, mạnh mẽ nè, chỉ hút thuốc cũng có luôn. Chứ giờ mà ai này nọ là cá tính, em không phải là gọi là cá tính quá trong những gọi là những như giới trẻ hiện tại bây giờ cá tính bình thường thôi, cũng không phải là như kiểu quá mức như những anh ảo hút thuốc này kia mà nhậu được không? Nhậu được không? Nhậu nhiều không? Cái đó thì em không quan trọng, không phải là ví dụ nhậu à, không quan trọng để trong công việc là được, chứ không đừng đi quá xa là được. Ok rồi chị Trúc ơi, còn cái gì để hỏi bạn ấy nữa không? Không ý ơi, được rồi. Ừ, chị im là được rồi đó. Rồi. Cảm ơn.